dòng cổ chiêng dào dạt mênh mông, thương em chỉ để trong lòng, biết bao ngày đợi tháng trong mỏi mòn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, Quỳnh Như mời các bạn cùng nhau về Vĩnh Long để khám phá vẻ đẹp độc đáo của dòng cổ chiêng này nhé. Từ bao đời nay, dòng sông Tiền từ thượng nguồn chảy ra biển cả, khi đến địa phận tỉnh Vĩnh Long thì chia thành hai nhánh. Một nhánh chạy về hướng Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nhánh còn lại chạy dọc theo ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh. Tên gọi của nhánh sông này chính là Cổ Chiên. Với chiều dài hơn 80 km, hàng trăm năm trôi qua, dòng sông đã vun bồi nhiều lớp phù sa để nuôi sống cư dân đôi bờ. Đặc biệt, con sông này còn gắn liền với câu chuyện truyền thuyết dân gian đầy thú vị. Năm 1785, sau khi bị đánh bại ở trận Gạch Gầm Sòi Múc, đoàn quân của Nguyễn Ánh phải dùng thuyền trốn xuống phía nam. Đến địa phận dòng sông này, bị thuyền quân Tây Sơn đuổi sát, quan quân Nguyễn Ánh sợ hãi đã làm rơi cả trống và chiên xuống sông. Theo từ điển Hán Việt, cổ là cái trống, chinh là cái chiên. Người dân địa phương nơi đây đọc chạy cổ chinh thành cổ chiên, và địa danh cổ chiên cũng xuất hiện từ đó. Chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp dòng cổ chiên của chúng tôi bắt đầu bằng tàu du lịch. Từ cầu Mỹ Thuận, nơi sông Tiền tách ra thành dòng cổ chiên, đến sông Mang Thích, du khách có dịp tận mắt chiêm ngưỡng ven sông những lò gạch gốm mọc lên kéo dài hàng km, trông xa như những lâu đài thu nhỏ rực đỏ dưới ánh nắng mặt trời, khiến khách ghé qua ngỡ như lạc vào thế giới cổ tích đầy thơ mộng. Dòng cổ chiên bao năm qua chở nặng phù sa, bồi đắp cho những vườn cây trái bạc ngàn xanh tươi, mà chính những hạt phù sa ấy đã hình thành nhiều mỏ đất sét vô cùng quý giá, đã tạo nên một vương quốc gốm đỏ có 102 ở xứ sở miền sông nước này. Một lò gạch thường cao tầm 12 m, người ta cần đến 5 ngày để tải và dỡ gạch, 15 ngày để nung và 10 ngày để xây cửa lò và chờ gạch nguội. Gạch được nung bằng chấu với quy trình kiểm tra canh lửa cẩn trọng để đảm bảo gạch đạt chất lượng tốt nhất. Sau khoảng 1 tháng nung, thành phẩm thu được là khoảng 120.000 viên gạch đỏ đúng chuẩn. Bao năm trôi qua, lò gạch ở dòng sông này đã trải dài hàng chục km. Từ một làng nghề truyền thống, nay các lò gạch ở Vĩnh Long đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Để giúp du khách cảm nhận hết những nét đẹp văn hóa độc đáo bên dòng cổ chiên, đoàn chúng tôi tiếp tục xuôi dòng đến với vùng đất Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm để khám phá một công trình kiến trúc độc đáo nơi đây. Đó chính là khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu, giúp du khách có dịp ôn lại thời kỳ đầu mở cõi đất phương Nam, quê hương thứ hai của danh thần Thoại Ngọc Hầu, được xem là một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn cho vùng đất Cù Lao Dài trong tương lai. Có thể nói, trải qua bao thăng trầm lịch sử, dòng cổ chiên vẫn chở nặng phù sa, tiếp tục chở che và hòa vào dòng chảy kinh tế, văn hóa, được xem là một chứng nhân gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Với những điểm thú vị đang sở hữu, dòng cổ chiên hứa hẹn trong tương lai sẽ thu hút nhiều lượt du khách đến tham quan và tìm hiểu vẻ đẹp độc đáo của dòng sông lịch sử này. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình khám phá vẻ đẹp dòng cổ chiên kỳ này của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Quỳnh Như xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại lần sau.